lớn nhất là em sợ ma. Hả? Sợ ma, sợ bóng tối. Em gái, em có sợ ma không? Dạ có. Thì anh sợ ma nhiều hơn là khoảng cách. Chắc là để em sẽ trả lời qua nút bấm. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Wow, đặc biệt. Bây giờ mình giới thiệu về mình nha. Mời bạn. Trước tiên em xin gửi lời chào tới quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Chào chị Cát Tường bên cạnh ạ. Chào em. Em tên là Hà Thanh Sơn ạ. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại thì em đang làm quản lý xưởng sản xuất về đồ gia dụng bằng inox. Quê mình ở đâu Sơn? Dạ em đến từ Yên Bái ạ. Yên Bái. Vâng, em ở Thành phố Hồ Chí Minh được 6 năm rồi ạ. À rồi, mời bạn nữ em giới thiệu đi em. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh, bạn nam bên đó và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thúy Anh, năm nay em 27 tuổi. Em hiện đang là nhân viên ngân hàng và em sinh sống và làm việc tại thành phố biển Vũng Tàu ạ. Mở Vũng Tàu luôn. À, hôm nay lên đây mình tham gia chương trình thôi. Dạ. Chà, cặp này hẹn hò là phải đi 2 tiếng ha. Thôi cũng thôi, nhanh. Thua gì, mình chia sẻ chút xíu về tính tình của mình đi ha. Em thì em thích thể thao. Thích thể thao mà hát không hay nhưng cũng hay hát. Hay hát. Làm một đoạn nào đó hay hát cho nó vui nào. Đi hát một đoạn này. Rồi 2, 3 bắt đầu. Đi qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Đó là sở thích của bạn đúng không? Dạ. Rồi cái gì mà mình không thích? Em cũng nhiều nhược điểm lắm. Lớn nhất là em sợ ma. Hả? Sợ ma, sợ bóng tối. Sợ ma hả? Con trai mà sợ ma. Sợ dữ lắm hả em? Có thấy con ma bao giờ chưa? Dạ chưa. Không thấy sao sợ nó? Tưởng tượng đó. Có bị ma nhát chưa? Tưởng tượng con ma nó ra làm sao? Thấy nó đáng sợ. Nó đáng sợ nhưng mà phải tưởng tượng nó làm sao mới sợ chứ. Thấy nó kinh khủng. Kinh khủng. Nói chung là nó đánh vào tâm lý. Mà thấy nó chưa? Đã chưa. Rồi đang đi chơi với bạn gái rồi cái vô chỗ nào tối cái gì ai hù cái là chạy bỏ bạn gái lại luôn hả? À có một cái câu chuyện nó như thế này ạ. Có chuyện luôn. Cách đây hơn 1 năm thì em có tìm hiểu của bạn nữ. Đầu tiên đi chơi thì em đón bạn lúc 7 giờ. Lúc về thì lúc đó hơn 9 giờ. Mà đường lúc đấy nó cũng đông. Và thế là cũng thấy bình thường. Nhưng mà lại đi qua 3 cái nghĩa trang. Thế xong là lần thứ 2 thì hôm đấy trời nó mưa phùn. Đón bạn đi chơi thì lúc đấy hơn 8 giờ. Lúc về thì cũng gần 11 giờ. Xong về thì lúc đấy vắng xe. Mỗi mình đi sợ. Thế xong là về lần sau là chỉ nhắn tin rồi thôi không nói chuyện nữa. Ủa là chia tay luôn hả em? Dạ lúc đấy là chưa quen đang tìm hiểu ạ. Là bỏ luôn, là lơ luôn. Không lơ, nhắn tin từ từ không nói chuyện nữa. Thì đó là lơ rồi chứ gì nữa. Trời ơi, vậy là lý do ế của bạn là sợ ma đúng không? Mà cũng nhiều nữa. Em hay thức khuya. Chết rồi, mai mốt đi xuống Vũng Tàu đi ban đêm về cũng xa lắm á. Không đi đêm nó mới mát chị ạ. Đường cũng vắng lắm à. Em đi đêm thì lúc đấy nhiều xe, đường quốc lộ chắc là cũng đông ạ. Em gái, anh hỏi thiệt em là dạ. Em có sợ ma không? Dạ có. Ủa luôn sợ luôn hả? Bây giờ bạn gái bên kia có ưu điểm nhược điểm gì? Đây, hồi nãy giờ bên kia hát rồi phải không? Giờ tới phiên em. Dạ thì em cũng có một chút năng khiếu là về âm nhạc. Nên là hôm nay em xin đàn hát. Em biểu diễn đàn ukulele bài My Everything. Em đã hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng mùi hương thân quen còn in trên bài áo. La 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 la. Sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Anh sẽ hát anh nghe bản tình ta em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. Yeah yeah yeah. La 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 la. À sorry chị. Em hơi bị khó. La, 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 la. Rồi bây giờ em nói về ưu điểm khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em thì em cũng thích nấu ăn. Em thích đi du lịch. Và em là một người cũng khá là thẳng tính, sống quan tâm đến mọi người. Dạ. Còn khuyết điểm của em á, thì có thể em giống bạn nam bên này là em hơi sợ bà chút xíu, hay giận dỗi á. Nhưng mà bạn nam mà chỉ cần là biết nói nhiều câu gì đó vui vui là em cũng hết luôn à. Tật xấu gì nữa không? Thì em cũng lâu lâu thì em cũng thức khuya. Thức khuya để làm gì? Dạ, thức khuya thì thứ nhất là mình sẽ coi lại những cái gì mà mình thích và mình học tập thêm đó chị. À, hiểu rồi. Em gái bên đó đã trải qua mấy mối tình rồi? Em trước đây em có 2 mối tình rồi anh Linh ạ. 2 mối tình? Dạ, mối tình sau cùng của em thì em cũng chia tay cách đây 2 năm rồi. Lý do thì tại vì lúc đó em với bạn nam thì cũng đang còn trẻ, nên nhiều khi mình chưa có kiểu đồng cảm và mình biết chia sẻ cho nhau. Em nghĩ là những cuộc tình về sau thì em sẽ rút kinh nghiệm hơn. Những cuộc tình về sau hả? Dạ. Trời ơi, em muốn mấy cuộc tình nữa? Dạ, em thì em chỉ thấy càng ít càng tốt chị. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em thì nhiều hơn của bạn, em trải qua 3 mối tình. Gần đây nhất là cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Có một cái điểm giống nhau của 3 mối tình là đều yêu xa. Nghĩ là Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu xa chưa? Em cũng rất chăm đi Vũng Tàu. À, vậy thì chưa không xa đúng không? Vâng. Nếu tình yêu ta đủ lớn, chúng ta sẽ đi đến tất cả mọi nơi vì người mình yêu. Hả? Rồi. Bây giờ hai bạn muốn tìm một cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào, bạn nữ? Trước tiên là bạn phải tự lập, mạnh mẽ và phải có chính kiến riêng của mình. Dạ. Còn về ngoại hình á, thì bạn đó nhìn được chứ là được ạ. Quá được. Dạ. Được là sao? Nhìn như anh Quyền Linh là quá được vậy ạ. Wow. Như anh Quyền Linh là hơi hiếm đó nha. Bạn bên đây đẹp trai hơn anh. Rồi, cái điểm nào mà em không thích ở người bạn trai? Bạn đó gia trưởng, nhiều khi kiểm soát. Thực ra thì yêu nhau thì mình nên biết những cái thông tin về nhau, nhưng mà mình đừng có kiểm soát nhau quá. Tin tưởng thôi, không cần phải kiểm soát đúng không? Đúng rồi chị. Đừng có đứng núi này bạn trong núi nọ. Thì cái điểm đó là em cực kỳ là không thích ạ. Bạn trai thì sao? Mình có đứng núi này trong núi nọ không? Không được, cả em rất trung thủy chị ạ. Rất chung thủy. Mình có phải là người gia trưởng không bạn, hay kiểm soát bạn gái? Em nghĩ là em là một người rất dễ tính á. Còn gia trưởng thì em nghĩ là tất cả đàn ông đều có một chút gì đó gia trưởng. Nhưng mà người ta thì phải sống luôn nghĩ cho nhau. Em nghĩ như... Mẫu bạn gái của em là người như thế nào? Em thích mẫu người con gái ít nhất là bằng tuổi em, hoặc là hơn tuổi em. Hả? Ít nhất là bằng tuổi hoặc hơn tuổi em ạ. Ôi sao ngộ vậy? Mà từ trước đến giờ em yêu toàn người hơn tuổi không? Lớn hơn bao nhiêu là nhiều nhất? 1 đến 2 tuổi. Ngoài cái tuổi còn gì, tiêu chuẩn gì nữa không em? Em thích con gái đeo kính, để tóc dài, má lúm. Đeo kính là kính cận hay kính mát? Đeo kính cận. Rồi gì nữa? Cao thấp thì không quan trọng, cao tầm trên 1m50 ạ. Rồi. Và không cao hơn em là được. Vậy mà là không quan trọng. Không quan trọng là cao nhiêu cũng được, cao hơn em cũng được. Gái mà cao bằng em cũng mệt lắm á. Rồi còn gì nữa không em? Em thích con gái nữ tính á. Không lẽ con gái đàn ông? Sợ con gái đánh đá không? Hello. Trời, em chào chị. Em cao nhiêu? Em cao 1m72. Tự nhiên khoái người lớn tuổi hơn. Đấy là mục đích sống. Mục đích sống luôn hả? Thì đương nhiên mình sống có mục đích mà chị. Nó là quy tắc. Quy tắc luôn hả? Nó giống như vậy. Giống như là sợ ma thôi đúng không? Đúng rồi. Mọi người chưa bao giờ thấy. Tối nay coi chừng thấy đó. Nó nghe nè. Muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn đấy. Bao nhiêu lâu nữa đám cưới? Em nghĩ là năm sau ạ. Năm sau có chuẩn bị gì chưa? Cũng sẵn sàng rồi ạ. Được mà. Được không chị? Được em. Để anh qua anh coi mắt đàn gái sao. Ôm chút. Em phải nuôi nha, cho mập chút nha. Vũng Tàu hả? Dạ. Ủa rồi giờ thí dụ giờ em quen anh thành phố rồi, cái chuyện đón đưa em có ngại gì không? Nếu như mà quen anh đó thì chắc em nghĩ là sẽ sắp xếp thời gian. Anh ít xuống lắm á. Nhà ảnh ít xuống nữa thì mình có thể nhắn tin qua phương tiện giờ hiện đại mà anh. Em không thích đàn ông những điểm gì? Nhậu, thích không? Biết nhậu thì được, nhưng mà đừng nhậu nhiều thôi. Hút thuốc? Hút thuốc được luôn, nhưng mà đừng có hút trước mặt em. Dạ. Sợ ma cũng không được sợ trước mặt em. Dạ, sợ mà kiềm chế thì càng sợ thêm thôi, anh cứ thoải mái ha. Thoải mái đúng không? Dạ. Rồi, được rồi. Dễ thương. Em gái đi với ai em? Dạ, hôm nay em đi với lại dì Út của em ạ. Dì Út hả? Dạ. Rồi, cho gặp dì Út, chào dì. Xin kính chào ông Mai, bà Mối, Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Thì bạn rất là trẻ trung và đẹp trai. Nhưng mà bạn cũng rất là có ý chí và thấy rất là người lớn, chững chạc. Và nhất là bạn có một giọng nói rất là ấm áp. Thì dì thấy với khuôn mặt, hình dáng thì có vẻ là rất là hợp với bạn gái. Cảm ơn dì Út. Ngắn gọn là đầy đủ, xúc tích. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với bạn em ạ. Bạn. Vâng, bạn thân. Thân không? Thân ạ. Thân ai nấy lo. À, bạn thân này được nè. Con xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Chào con. Chào con. Nhìn chị bên này rất dễ thương. Nhậu á thì anh con không có, không biết nhậu. Hiếm lắm mới thấy ảnh được một lần thôi mà một ly là xỉn rồi. À. Nói chung là anh con tuyệt. Anh con tuyệt. Rồi, cảm ơn con nha. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt nha. Kéo màn. Dạ, em cảm ơn anh. Thì em muốn tặng anh một cuốn sách nói về những điều kỳ diệu của cuộc sống. Thì em thấy là mình đến trong buổi hẹn hò hôm nay thì cũng là một điều kỳ diệu rồi. Anh quan niệm thế nào về tình yêu ạ? Theo anh nghĩ thì cái quan trọng nhất của tình yêu là niềm tin. Thứ hai là biết suy nghĩ cho nhau. Dạ. Anh có mong muốn gì về tính cách của người bạn gái của anh không? Anh rất thích con gái nữ tính. Quan trọng là biết lo lắng cho gia đình, có thể là chăm sóc chồng con. Anh biết là em không thích con trai gia trưởng, nhưng mà theo suy nghĩ của anh thì mọi người đàn ông đều có tính gia trưởng. Dạ. Và quan trọng là người ta thể hiện nó đến đâu thôi. Dạ. Em đi lấy chồng mà nhà chồng muốn em đến làm dâu. Dạ. Em nghĩ thế nào? Em nghĩ thì chuyện làm dâu thời nay nó cũng bình thường thôi anh. Nếu như mình thương gia đình chồng thì chắc chắn là bố mẹ chồng hoặc là chồng mình sẽ thương mình. Em cảm nhận về người con gái đối diện như thế nào? Bạn ấy thì em thấy có dịu dàng, nhưng mà em nghĩ là bạn nào rất là mạnh mẽ đấy. Về suy nghĩ của bạn ấy cũng khá chín chắn rồi. Dạ. Em thích vậy mà. Vâng, đúng, em thích như vậy. Một người phụ nữ mà chín chắn mà mạnh mẽ thì em nghĩ là người ta sẽ quán xuyến được gia đình. Thế anh có sợ em về ăn hiếp anh không? À, không, anh là đàn ông mà. À, anh không sợ những cái đó. Dạ. Hẹn hò đó nó hơi xa đó, tính xa hơn. Anh Linh cứ lo vụ xa đó. Anh lo lắm này. Một tuần có thể xuống đó 1 đến 2 lần có thể. Tuần lần là được rồi. Thì anh sợ ma nhiều hơn là khoảng cách. Thì em nghĩ anh cứ đến buổi sáng thôi. Thì tối anh sẽ về trước 5 giờ là thế không gặp ma vậy đâu ạ. Dạ. 5 giờ về tới giữa đường cũng tối rồi. Nếu mà anh sợ thì em sẽ cử một vệ sĩ to cao đẹp trai cho anh. Đảm bảo là anh không sợ. Không, anh có vệ sĩ rất là lớn rồi. À. Mỗi lần đi xuống thăm em mà đi 3 người em tiếp nổi không? Dạ được chị. Hãy nhìn thẳng vào nhau, cảm nhận. Chúng ta có 30 giây để cảm nhận tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Xem chúng ta có cho nhau cơ hội không? Chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không? Và đây có tương lai làm nửa trái tim của mình hay không? Nào, 30 giây bắt đầu dành cho các bạn. Em quyết định xong rồi. Bạn gái có muốn nói gì không? Ừ, chắc là để em sẽ trả lời qua nút bấm ạ. Tốt. Đưa tay vào đây. Chàng trai, cô gái cũng rất là thông minh, rất là nhanh, rất là năng động. Các bạn đủ để hiểu được chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Tốt. Nào. Rất nhanh nhẹn và quyết đoán, không cần phải nói nhiều. Đúng vậy. Nào, nắm tay nhau các bạn. Tay nhau đi hai bạn. Những cô gái, những chàng trai rất là hiện đại. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là phần quà của Kumagol, hết đầu dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của Âu Cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây là những vé xem phim của hệ thống cụm rạp 212 Cinebox Lý Chiến Thắng. Các bạn có thể xem phim và tìm hiểu nhau với một không gian rất lãng mạn gửi tặng các bạn. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Cảm ơn anh chị, cảm ơn chương trình rất là nhiều. Ở dưới nó khiếu nại kìa, hôn đi kìa. Hãy hôn nhau. Hôn đi, hôn gái. Hôn má. Hôn má. Hôn má. Hôn em một cái. Hôn nhau. Nào, hôn má. Hẹn hò chỗ nào bắn bắn nha. Em là hơi nóng tính, nấu ăn không được ngon. Điểm yếu của em thì thức khuya mà dậy trễ. Em luồn quá, em muốn tìm một người cao để cải thiện nòi giống. Cái này cao mét 6 được không bạn? Mét 6 thì cải thiện không được nhiều hết. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi các bạn. Cặp đôi rất là dễ thương. Và bây giờ hãy cùng Cát Tường và Quyền Linh đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Rồi, chúng ta giới thiệu nha, mời bạn nữ giới thiệu trước. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, cùng toàn thể các vị khán giả. Em tên là Thu Chính, quê gốc của em ở Quảng Nôm. Còn em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Tuổi của em mà tuổi mà chịu trách nhiệm trước pháp luật đó là sinh năm 91. Nhưng mà thực chất ra là em sinh năm 90. Em thì là bên hỗ trợ phần mềm của công ty FPT Software. Hiện tại em đang làm việc ở quận 7 á. Mời bạn Nam. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến khán giả, anh Quyền Linh cũng như chị Cát Tường và bạn kế bên. Em tên là Nguyễn Thành Trung. Em cũng giấy tờ thì em sinh năm 91. Nhưng tuổi thật của em cũng là 90. Và cái gốc của em là Quảng Ngãi. Em lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương, làm việc tại Biên Hòa. Trời đất ơi. Và cái gì tùm lum vậy, rối quá vậy. Em cũng em rối. Cả em cũng rối nữa. Công việc của em hiện tại em đang làm giám sát nhà hàng tại Vincom Biên Hòa. Một bên là quận 7, một bên là Biên Hòa. Cũng không quá xa ha. Cũng được. Rồi bây giờ mình giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình đi em. Dạ em là một người chung là vui vẻ hòa đồng. Ưu điểm là dễ gần, có tính tự lập cao. Dạ còn điểm yếu của em thì hơi bị nhiều. Em là hơi nóng tính, nấu ăn không được ngon. Còn cái nữa là em hát rất là dở. Giọng hát của em là được đánh giá là giải tán đám đông. Làm đại miếng đi em, giải tán thử đám đông em. Ơi chị, em đọc thơ, em đọc thơ. Hả? Em đọc thơ. Đọc thơ là tụ họp đám đông hay giải tán? Dạ không, tại vì nói chung là em cũng có một chút yêu thơ. Thì em có làm một bài lên em tự sáng tác luôn hả? Dạ. Rồi, mời em. Hôm nay đến bến hẹn hò, cùng nhau ta sẽ chuyện trò nhé anh. Gặp nhau nếu phải duyên lành, thì ta sánh bước song hành cùng nhau. Em ở đây, anh ở đâu, nắm tay ta sẽ về chung một nhà. Hai. Dễ thương. Có 6 câu thơ rất là dễ thương. Đối đáp thì em có làm thơ không? Dạ em làm thơ không được anh này. Có gì đáp con kia liền thôi. Ca hát nhảy múa gì đó. Xin gửi đến khán giả của Nhân Quyền Linh, với cái Tường và bạn nữ bên cạnh một bài hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người chia sẻ. Bên hát bên làm thơ vậy thấy vui à. Rồi, bạn trai thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em nấu ăn khá tốt. Em có thể làm được rất là nhiều công việc. Tại vì trước đây thì em cũng đã có một khoảng thời gian từng đi làm lễ tân khách sạn. Rồi một thời gian thì em đi làm bên cây kiển. Về cái ngành dịch vụ này thì em làm khá là nhiều. Điểm yếu của em thì em thức rất là khuya. Thức khuya mà dậy trễ. Rồi tình trường của hai bạn làm sao? Bạn Nam dạ trải qua mấy mối tình rồi? Từ đó là em thì trải qua được một mối tình. Một mối tình đó kéo dài 4 năm. Wow. Nhưng vì lý do hai bên có thể là không chấp nhận được những khuyết điểm của nhau, không thông cảm cho nhau, cho nên tụi em tan vỡ. Và từ đó đến đây thì em cũng có tìm hiểu nhưng chưa tìm ra người phù hợp. Bạn gái thì sao? Em nói chị nghe là sau 27 năm tìm kiếm em vẫn chưa có một mối tình dắt dây này. Hả? Chưa có một mối tình nào hết. Hồi xưa đi học phổ thông rồi học là nãy dạ, ngày xưa học. Em là thanh niên nghiêm túc, em chỉ biết học thôi. Còn xong đến khi ra làm, tại vì của em là có đi làm thứ bảy á, nên cứ từ thứ hai đến thứ bảy đi làm. Đi làm xong chủ nhật về mệt quá, ngủ quá, khói tới trưa dậy đi ăn cơm. Ôi, nhưng mà chỗ làm cũng ai để ý mình luôn hả? Dạ em không để ý ai mà em không biết ai để ý em luôn nữa. Rồi bây giờ em muốn lấy chồng chưa? Dạ nhà hối quá rồi. Dạ em muốn kiếm chồng hình dáng thế nào? Dạ em thì tiêu chuẩn của em là về ngoại hình thì cao. Tại vì em luồn quá, em muốn tìm một người cao để cải thiện nòi giống. Rồi. Thứ hai á là... Cái này cao mét 6 được không bạn? Ủa mét 6 hả? Mét 6 thì cải thiện không được nhiều hết. Cho con uống sữa cao, tăng trưởng chiều cao vô. Tại bây giờ nhiều sữa có thể giúp tăng trưởng chiều cao. Lại thứ hai mình có thể cho con chơi thể thao thì cái vấn đề đó vẫn cải thiện được mà. Dạ. Rồi thứ hai là vừa người, em không thích mập quá cũng không thích ốm quá. Với lại cái mặt đó thì ở cái điểm mà làm em ấn tượng là có nụ cười duyên. Trời đây cười hoài luôn. Bên này xí quách nhiều được không bạn? Rồi em có yêu cầu tóc tai sao không? Dạ không, tóc tai sao cũng được anh. Có tóc cũng được, không tóc cũng được. Bên đây á... Chỗ có chứ không được không bạn? Bên đây á là tóc dài. Có dài. Không có tóc. Không có tóc. Muốn sao cũng được hết trơn. Xí quách không à hả? Dạ xí quách không à chị? Bạn Hoài Linh đó. Trời ơi. Khỏe không? Khỏe chứ chị. Thích đất nổi không? Trời ơi, nổi. Đúng rồi. Đừng có ăn vạ ở đây à nha. Bao nhiêu chị? Bao nhiêu cái? Tùy thức sức khỏe. Vậy là tùy sức đâu. Không có ép nha. Thôi thôi, trung tâm chấn thương chỉnh hình nó xa lắm. Thôi được rồi, được rồi. Thấy ổn rồi đó. Làm hồi nghe rớp mà mệt lắm. Khỏe ha. Em rất nhịp tim ổn định ha. Tim ổn định. Rồi được. Nãy giờ hình dung bạn gái bên này như thế nào? Nghe giọng thì chắc cũng chưa đoán được nhiều đâu. Em muốn là lát mình tự trải nghiệm nó hay hơn. Bây giờ bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em thì chắc có thể là sang năm. Nhà có ai hối gì chưa? Dạ nhà ba mẹ em hối lắm rồi. Có đặt ra tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không? Dâu thì nói chung là ba mẹ em thì tùy vào quyết định của em thôi. Em thì cần giống như là mẫu người hiện đại. Nói chung là truyền thống thì nó cũng tốt nhưng truyền thống thì nó theo lối sống cũ thì em thích cái lối sống hiện đại hơn. Em biết tại sao mà em bị hói hai chỗ này không? Tại cái kiểu buộc tóc ghét cho nó hói đó. Bây giờ túm lên vậy kia cho nó gịch lại, nó túm cái đây càng ngày nó càng liếm này nữa. Nửa năm sau gặp lại em mất hẳn hai chỗ đó luôn. Không mất được đâu chị ơi. Đúng không quý vị? Chơi đàn trai ta quá. Qua làm khó quá để anh qua anh coi đàn gái. Hết xác rạc luôn nha, hết đàng hoàng không có ăn gian nha. Dạ. Khỏe. Dạ. Chào em. Cô bên đây hơi mập đó nha. Mập hơn. Anh là chị dễ thương lắm. Em nghĩ gì về làm dâu? Dạ. Làm dâu thì nói chung là em không có đặt nặng lắm nhưng mà do cái tính của em nó hơi vụng á, với lại trong nhà gái út nên ít làm nên em chỉ sợ là em không thể đáp ứng được. Đúng rồi. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích con trai út lắm. Em không thích bạo lực gia trưởng. Anh cũng nhỏ con lắm, không bạo lực nổi đâu. Dạ. Không thích nóng tính nữa, tại vì tính em hơi nóng, em sợ về lửa gặp lửa chết luôn. Nãy giờ em nghe hết rồi nha. Cặp này cũng em xứng coi, cảm nhận đi, rồi từ từ mình tính tiếp nữa. Bây giờ mình nghe ý kiến người thân cái đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với phụ huynh em là hai đứa bạn. Trời ơi, tưởng phụ huynh tôi tưởng ba mẹ gì cô cậu gì. Rồi chào em. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em là bạn từ hồi cấp 3 với cả 9. Tại em á, thì rất hài hước, vui vẻ, hòa đồng. Đúng là hơi nóng tính thiệt, một tí thôi hả chứ không có nhiều đâu. Tự lập thì cực kỳ cao. Còn bạn trai bên này á, thì theo em cảm nhận thôi á, tự chủ nè, tư tưởng cũng thoải mái, kiểu lối sống hiện đại á. Em không biết là hai bạn có phù hợp với nhau không thì để hai bạn tự cảm nhận thôi. Thì em nghĩ là Chính nên cảm nhận và nên tạo cơ hội cho bản thân. Xin hết. Ta đi với ai? Dạ hôm nay em đi với hai chị đồng nghiệp. Rồi chào hai chị đồng nghiệp. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên Trâm, là quản lý cũ trước đây của Trung. Thì theo đánh giá trong công việc á, thì em nhận xét bạn là người có chí cầu tiến, làm việc thì cũng nhiệt tình, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Đối với đi chơi bên ngoài thì anh chàng này là có khiếu nấu ăn giỏi. Theo quan sát thì là em thấy là hai bạn cũng có khá là nhiều điểm chung với nhau. Chỉ có cái là cái ưu điểm là cái bạn nữ là đang đề cái mục tiêu là chiều cao thì là có thể là cái phần ngoại hình là không đáp ứng. Nhưng mà nghĩ là nếu đã đến chương trình này rồi thì đó là vạn sự tùy duyên. Hy vọng là hai bạn hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi cảm ơn em. Rồi cho đôi trẻ gặp nhau đi. Để nấu ăn ngon lắm hả? Bên đây cô gái này muốn học nấu ăn nè, lát dạy cho cổ nha. Nấu ngon lắm á. Không thường nấu sao không ăn rồi đó. Đêm không đúng không? Đó. Cho mình có thôi. Về xả mái tóc xuống nha. Em rất là thích đi du lịch nên em muốn tặng anh quyển này để chia sẻ cái đam mê của em với anh. Đó là 4 điểm cực của nước Việt Nam. Rồi, cảm ơn bạn. Nãy giờ nói chuyện bước màn thì mình cũng chưa có nắm chắc được cái gì hết. Thì sau khi bước màn lên thì nói chung là theo sự đánh giá của mình thì bạn cũng nói chung là đạt được giống như là trong trí tưởng tượng của mình. Theo quan điểm của em á, thì hai người yêu nhau thì phải bắt nguồn từ cái sự tôn trọng và hiểu lẫn nhau, hiểu biết quan tâm lẫn nhau thì cái tình yêu đó mới bền lâu được. Với anh thì như thế nào? Theo mình nghĩ thì tình yêu nó không có quan trọng chuyện là mình yêu nhau bao lâu, mình yêu nhau trong hoàn cảnh nào, mà quan trọng là cái mục đích, cái kết quả sau này của việc mình đến với nhau nó là gì. Quan trọng là kết quả mình có đi đến được hôn nhân hay không. Ví dụ bình thường á, trong công việc của em á, thì nhiều khi hơi bị stress á, thì thường cuối tuần em hay thích đi đây đi đó, thì anh có thể cùng em đi những cái nơi mà em muốn đến được không? Cái này thì nó hơi khó khăn một tí, tại vì cái ngành mình là bên nhà hàng, thì thường nhà hàng là những ngày cuối tuần là những ngày đông khách, và những ngày đó thì hầu như là không được nghỉ. Nhưng bù lại những ngày từ thứ hai thứ sáu trong tuần thì mình có thể mình muốn nghỉ ngày nào cũng được, hơi bất tiện cái đó. Vậy ví dụ như em với anh quen nhau thì một tuần hay một tháng gì em với anh gặp nhau mấy lần? Tại vì mình ở chính xác là Bình Dương với quận 7 thì nó không có xa. Mình có thể là ví dụ như những ngày nào mình làm sáng thì mình có thể gặp nhau hàng ngày cũng được. Sáng làm xong chạy lên trên đó, tối về bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Giờ muốn làm cái gì đặc biệt nữa không? Hai bạn tiến lên, đứng lên, nắm tay nhau, nhìn nhau 10 giây rồi chúng ta phát biểu cảm tưởng, rồi chúng ta trở về để quyết định bấm nút hay không. Để thấy chiều cao cũng tân xứng nè, hai đẹp gái nè. Rồi, nhìn thẳng vào mắt nhau đi, để xem có điện truyền qua với nhau hay không. Nhìn xem đối phương có phải là cái người mình đang muốn tìm kiếm hay không. Sau 10 giây chúng ta sẽ quyết định bấm nút hẹn hò. Nhìn lâu lâu chút đi các bạn, cho các bạn tự cảm nhận đấy. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Ủa, cảm nhận của anh về em thế nào? Chung thì với anh nói lúc đầu là cái lần đầu gặp nhau thì nó cũng chưa có quyết định gì được nhiều hết. Nếu mà có cơ hội thì hy vọng là mình có những câu chuyện trò chuyện xa, câu chuyện về sau này. Có tí cảm nhận nào chưa em? Dạ có tí. Có tí rồi ha. Hết rồi. Thời gian. Suy nghĩ thật kỹ đi. Kiểm tra xem trái tim của mình có rung động chưa các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định mình có đồng ý hẹn hò với đối phương hay không. Đã hẹn hò là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ nhé. Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta và xem cái thời khắc này rất là quan trọng. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Lý do tại sao chàng trai không bấm? Nói chung là em cái gì em cũng cần vào cái cảm nhận đầu tiên. Đúng. Cảm nhận đầu tiên nó rất là quan trọng. Đúng vậy. Nói chung là lần đầu thì em như anh nói nãy là nói chung là chưa có gì đó sâu sắc hết. Có thể là do là em không có được cái cơ hội này, thì hy vọng là những khán giả truyền hình thì họ sẽ có được những cơ hội này. Họ đến họ mang lại hạnh phúc cho cô ấy nhiều hơn. Chính xác như vậy. Cô gái, cô cảm giác thế nào? Em thì em nghĩ là em tới đây là giống như lúc nãy em nói á, là em tới đây là em đã mở lối cho em rồi, một cơ hội nên ha. Dù cho bạn trai có bấm hay không thì mình vẫn cho bản thân mình một cơ hội. Chính xác luôn. Hay. Rất mạnh mẽ và quyết liệt. Rất bản lĩnh. Và đây quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là phần quà từ Kumagol, hết đau dạ dày, tận hưởng cuộc sống. Mỗi người có quan điểm của mình, mỗi người có một cách sống và để tìm hạnh phúc riêng cho mình. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương đó. Rồi, cảm ơn anh chị. Ok. Rồi, cảm ơn hai bạn. Thì bạn nam đã ngồi vào vị trí rồi ạ. Hôm nay thì hình như là có phụ huynh của nhà trai nhà gái đến tham gia chương trình nữa. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ mời bạn gái vào để chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nhé. Rồi, bên trái, xích quà, đó. Rồi, ngồi xuống bạn, ngồi xuống ghế đi em. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Bây giờ vào vị trí của mình rồi ha. Hai bên sẽ bắt đầu giới thiệu thật lớn, thật to rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai giới thiệu trước. Dạ, mình tên là Phạm Văn Trí, năm nay 35 tuổi, nhà ở Vũng Tàu. Nghề nghiệp chính của mình là sửa chữa ô tô, cứu van trên mọi nẻo đường. Có nghĩa là mình sửa di động hả? Dạ. Ai hư xe dọc đường gọi mình là mình chạy tới. Dạ đúng. Wow, hay quá. Nhưng mà mình có cái chỗ cụ thể không? Có gara cụ thể? Gara của em nằm ở đường số 1 gần đồi Cừu ở Vũng Tàu. Là có cái gara, nhưng mà ai gọi mình là mình vẫn đi luôn. Dạ. Đúng. Vậy mới được. Có nhiều khi mà đi dọc đường mà bị cái sự cố gì về xe mà không biết tìm ở đâu ra, khổ lắm. Mà có một người làm những cái công việc như vậy là rất tốt. Em đang sinh sống với ai? Dạ em sinh sống với ba mẹ. Nhưng mà thực tế em có nhà riêng, em ở gara luôn. Thuê hay là nhà của mình? Dạ, nhà của mình. Nhà của mình luôn, còn ba mẹ thì ở gần đó. Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Mai Diễm Thương. Dạ. Diễm Thương hả? Dạ, nhìn thấy thương ghê luôn nè. Rồi, Thương. Dạ. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Năm nay em 33 tuổi, em quê ở Đắk Lắk. Hiện giờ là mình đang sinh sống ở đâu? Tại thành phố Hồ Chí Minh chị. Rồi, sống với ai? Dạ, em sống một mình. Vậy là ba mẹ còn ở Đắk Lắk hết? Dạ đúng rồi chị. Vậy là ở đây mình ở trọ để đi làm? Dạ đúng rồi chị. Rồi, thế còn bây giờ thí dụ quen bạn trai này mai mốt mình lấy nhau đi biết đâu được. Về Vũng Tàu ở được không em? Bà rê Vũng Tàu được không? Dạ, nếu mà nghề nghiệp ổn định thì có thể về được. Vũng Tàu, Sài Gòn gần xịt nào có 2 tiếng đồng hồ chứ nhiêu này Bà Rịa nữa gần xịt à. Với lại nơi nào đất lành thì chim đậu thôi. Dạ đúng không chị. Ủa thí dụ như mình lên Sài Gòn sống được không em? Em ngày xưa em ở Sài Gòn này, em cũng sửa khắp ở các quận ở đây, em làm hết xe hết đây. Em đã về dưới quê. Tại vì mình ngoài trên này đó mình giống như mình kiếm trái cơm cũng thầy. À trời ơi, đạo đức dữ. Ở đây kiếm như sửa xe thì bao nhiêu con người sửa xe nguyên thành phố này, chứ làm như có mình em với thầy em sửa xe vậy. Đâu mình đi về dưới đó rồi tách riêng ra. À em nói mà ở dưới đó thôi dưới quê yên bình mình làm chủ một cõi đồ thì nghe được. Thế là mình dành mối với thầy trên này thôi, nhưng mà đó cũng là một cái lý do, không sao cả. Thế thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là trung trực, thẳng thắn. Về chế tạo, người ta chế tạo được cái gì thì em nhìn qua thì em có thể làm được. Ghê vậy. Chế tạo những dụng cụ để làm về xe hả? Dạ. À rồi, phải nói rõ chứ đừng chế tạo gì cũng được. Rồi có điểm yếu gì không nè? Điểm yếu của em hút thuốc hơi nhiều. Nhiều là bao nhiêu? Một ngày mà mấy gói? Ngày khoảng 2,5 đến 3 gói. Cái gì? Tôi hỏi giỡn đó, tôi hỏi một ngày mấy điếu đó, mà tôi hỏi một ngày mấy gói, mà một ngày 2,5 đến 3 gói. Giờ sao em còn sống ngồi đây hay vậy? Là ngày của em nó bị căng thẳng hả chị? Căng cái gì mà căng, nghề nào mà chẳng căng em. Rồi đi khám tổng quát chưa? Khám phổi chưa? Dạ chưa, em khỏe lắm chị ơi. Khỏe cái con khỉ. Bớt lại. Trời ơi, cái này là quá nhiều. Một ngày một gói thôi là muốn chết rồi, bớt lại. Hồi xưa tôi có ông thầy nghệ sĩ nổi tiếng luôn, ông nhom nhách vậy nè, hút thuốc quá trời luôn, cuối cùng lấy vợ sinh con lòi ra bị phổi, phổi nặng luôn, bây giờ bỏ rồi, giờ khỏe mạnh mập mạp đẹp trai. Em nghe sao, em thấy sao em? Thì em thấy cũng nên hạn chế lại, bắt buộc chứ không có nên gì. Dạ đúng rồi, vì sau này sẽ ảnh hưởng tới người phụ nữ bên cạnh và ảnh hưởng tới con đó. Người hút nhiều không chết mà cái người bị hít nhiều mới dạ, chết. Đúng rồi. Hít thụ động đó, hiểu không? Mình dạ. Nó độc hơn cái người hút thuốc. Đúng rồi, hiểu không? Em hút em phà ra còn người ta hít không à. Trời ơi bớt đi em, trời ơi cái gì mà hút dữ vậy. Đi về khám tổng quát nha, trước khi cưới anh này là phải dẫn nhau đi khám tổng quát, ảnh mạnh khỏe mới cưới nha em. Dạ, đúng rồi chị. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu của em á, là hơi nóng tính. Vậy thôi đó hả? Dạ. Ngắn gọn. Rồi tình trường của em thì sao? Trước đây em cũng có yêu nhưng mà không hợp thì chúng em chia tay. Cũng vì hút thuốc uống rượu mà chia tay. Dạ đúng wow. Rồi chị. Nhưng mà trước đó, trước khi em chia tay người ta, em có cho ta biết lý do không? Có cho ta cơ hội để sửa đổi không? Dạ người ta thừa hiểu. Với lại nghề nghiệp không ổn định nữa. Dạ. Anh này thì mọi thứ chị thấy ok rồi đó. Mặt mày sáng sủa, công việc ổn định, tuổi tác vừa vặn, chín chắn đầy đủ. Có cái vụ hút thuốc nhiều quá chị cũng sợ. Không thì rượu bia hút thuốc là chuyện bình thường, nhưng mà nó vừa vừa thôi. Còn cái này nó bị nhiều quá. Vì sức khỏe của em, vì vợ con em sau này nữa, nên cái đó là em phải ý thức và phải tự bỏ bớt. Đừng đổ lỗi vô stress công việc. 1000 cái công việc nó còn bị stress hơn cả em nữa lẫn. Tình trường của em sao? Em có 2 mối tình đi học. Mối tình học là cấp 3. Rồi em đi bộ đội. Có đi bộ đội nữa hả? Có chị. Về thì em lên Sài Gòn này làm. Rồi cái cũng chia tay. Rồi cái mối tình sau là cũng không hợp. Tại vì công việc á, thời gian của mình là không ổn định. Xe người ta kêu giờ nào là mình đi giờ đó. Kể cả lúc đang ăn cơm. Ví dụ như là đêm đang ngủ 1-2 giờ đêm người ta kêu là mình đi. Nhiều chủ gara trên Sài Gòn là chạy xe về dưới đó thì cũng đâu quen ai cũng quen mình. Ngày xưa mình có làm trên này rồi về đó mình sửa cho người ta. Có khi là đến làm đến 3-4 giờ sáng mới về được cái nhà. Nói chung là công việc cũng ổn định, nhưng mà người nào lấy anh này thì cũng phải thông cảm công việc của ảnh, thì cũng là hỗ trợ giúp đỡ mọi người. Nhiều khi đang ngủ rồi ảnh đi thì cũng phải thông cảm cho ảnh đi ha. Còn không yên tâm cứ lên xe đi theo ảnh luôn cũng được cho nó vui. Rồi em muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thứ nhất về nghề nghiệp, thứ hai là về ngoại hình chỉnh chu, hiền lành, tốt bụng, sống phải đạo đức, phải có đạo Công giáo. Vậy hả? Dạ. Em có đạo gì không? Dạ em đạo Công giáo chị ơi. Đúng ý rồi ha. Về cái tôn giáo rất là quan trọng, thì hợp được cái đó là mình cảm thấy cũng vượt qua được 50% rồi. Bạn thì sao? Mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một phụ nữ thiên về gia đình, kiếm trên giường dưới, biết cách sống. Muốn lấy vợ về mình vẫn là sống riêng ở gara hay là mình sẽ về nhà ba mẹ sống, vợ làm dâu? Cũng có làm dâu thì làm dâu một thời gian thôi chị. Còn nhà cửa mình có hả chị. Về công việc ở đó mình cũng tất bật. Rồi, hợp lý. Rồi, đâu chưa hình thì chị coi. Trời ơi, hình như vậy làm sao người ta kiếm ra được. Tìm đi một chú bộ đội nhỏ nhắn, xinh xinh, có ảnh ở trọng á. Đây. Trời ơi, 4 cô gái này, hãy chọn đi một cô. Cô nào? Cô áo trắng. Lý do tại sao chọn cô đó? Em đoán vậy thôi phải không? Cô áo trắng, có một cô áo trắng. Anh nào? Em nghĩ là đây ạ. Tại sao chọn anh đó? Thì em nghĩ. À em nghĩ vậy hả? Chắc nghĩ thấy người ta nói hút thuốc nhiều, chỉ vô anh đó. Ốm, có một anh ốm luôn. Xin mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim. 1, 2, 3. Đúng không em? Em cũng không biết đúng không? Chắc cũng không biết đúng không nữa. Dạ rồi, cảm ơn. Em cảm ơn quà tặng anh. Em thấy em chọn đúng không? Dạ sai chị. Sai. Em sai luôn. Chúng ta cùng sai. Nhưng mà thật ra sai là đúng rồi, mấy bạn đưa hình gì đâu mà nó mờ mà nó có chút xíu, làm sao mà đoán ra được. Nhưng mà ốm có một anh ốm, trắng có một cô trắng, nhưng mà không phải hai người trong hình. Thế ấn tượng đầu tiên của các bạn khi cánh cửa trái tim này mở ra là gì? Dễ thương. Yeah. Thế còn em? Em cái nhìn đầu tiên á, thì em thấy anh rất là hiền và vui vẻ. Xin mời hai bạn hãy cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ, chào. Dạ, dạ em chào anh. Dạ. Thì nếu mà về Vũng Tàu ở về ở đâu em? Em thì em lại thích ở thành phố hơn, tại vì em cũng có người thân ở dưới Phú Mỹ rất là nhiều. Dạ. Thì mình ngày xưa là cũng từ 2 ngày sau là cũng ở bên Tân Bình. Nói chung là trong giới nghề xe thì cũng người ta cũng thích mình. Thì bây giờ mình cũng về tại vì nhà có dưới đó rồi. Ngay chỗ thị xã Phú Mỹ luôn hả? À, ngay đường số 1 nó dài, hướng qua đồi Cừu, người ta hay chụp hình đám cưới á. Anh gặp em ban đầu như thế nào? Thấy em dễ thương, thấy em cũng hiền, nhưng mà không đến nỗi nóng tính đâu. Dạ. Ba mẹ anh là ở Bà Rịa hết luôn? Ở Bà Rịa từ ngày xưa giờ, vô khai phá. Anh có điều gì muốn nói, muốn hỏi em không? Nói chung là chưa có nghĩ ra. Thì mình đến đây cũng là một cái duyên đó. Rồi. Tại vì người ta kêu là tu 100 năm cũng là bạn, còn tu 1000 năm mới nên duyên vợ chồng. Thì nếu mà có duyên thì mình sẽ đến được với nhau. Dạ, em cũng hy vọng vậy. Trời ơi, không vô chuyện tình yêu gì trơn á, gì đâu không mà mệt ghê luôn á. Bây giờ ngồi ngoài mà tức quá, phải vô nè. Mình có hỏi cái chuyện bây giờ mình hẹn hò sao này, bây giờ trước mắt là hẹn hò như thế nào? Ai cũng nói là muốn gì đó có duyên thì bây giờ mình phải có sự khởi đầu. Bây giờ hẹn hò sao, hẹn hò ở đâu? Hôm nay là do chương trình sắp xếp cho hai bạn rồi. Ví dụ như sau ngày hôm nay nữa thì khi nào mình hẹn hò nữa, mình gặp nhau ở đâu? Mình đàn ông mình phải chủ động cái coi nè. Do công việc của bạn nữ thì nếu mà rảnh được ngày nào thì em cố gắng em sắp xếp. À là sắp xếp là sao, là em lên đây hẹn hò với cổ. Thì đó em phải nói cho cô nghe một cái gì đó, nó có một cái cuộc hẹn nó rõ ràng chính thức đúng không? Chứ bây giờ con gái sao người ta mở lời. Thì chắc cố gắng nếu mà sắp xếp được thì mình vào dịp cuối tuần. Dạ đúng. Được một thời gian nào đó thì anh dẫn về Vũng Tàu đi chơi. Tại có nhiều, cũng có Vũng Tàu nhiều chỗ đẹp chứ bộ. Đúng rồi, mình đi lên rồi đi xuống. Mình đi, thật ra hai người bạn hẹn nhau thì cả ngày chủ nhật lên đây chơi, đi chơi cả ngày, chẳng lẽ lên rồi đi về liền. Thì mình cũng có thể cùng nhau đi nhà thờ, đó là cũng là một nơi là mình cùng đạo với nhau mà. Mình đi ăn uống, hẹn hò, xem phim, ca nhạc, đúng không? Rồi anh thăm em vài lần thì anh cũng thăm em một lần, có qua có lại chứ. Rồi, hồi nãy giờ thì Tường ra ngoài thì cũng có thấy là phụ huynh, người nhà của hai bạn đều có mặt ha. Để bây giờ Tường sẽ mời cả lẫn nhà trai lẫn nhà gái vào đây để chúng ta cùng trò chuyện với nhau ít câu. Dạ, mời gia đình hai bên ạ. Rồi, giờ trước tiên là chào gia đình hai bên ha. Bên đây là mình là em rể của anh hai. Em rể của anh hai à? Em là em gái, tụi em hai vợ chồng. À, vậy là này là em gái ruột đấy hả? Dạ. mình đã có đôi có cặp rồi mà mình vẫn còn lẻ loi. Thế hôm nay cảm xúc của hai vợ chồng đến đây để xem anh của mình tham gia chương trình thì mình cảm nhận nãy giờ như thế nào? Em cảm nhận là chị này chắc cũng hợp với anh em ạ. Hợp chỗ nào nè? Dạ cũng thứ nhất là cùng đạo nè, thứ hai em thấy chị cũng hiền lành, cũng giống như anh em thì cũng hiền. Họ đang còn lăn tăn cái vụ mà ở Sài Gòn với ở vùng Bà Rịa thì theo ý em một người ngoài cuộc thì em thấy em thì em thấy như em mà em cũng ở dưới Vũng Tàu này, nhưng mà ông xã em ở Đồng Nai, ảnh đi đâu thì em đi đó ạ. Thì theo gái nãy thấy chồng, nói chung là ảnh đi đâu em theo đó. Rồi hãy tình yêu đủ lớn rồi là chồng đi đâu vợ phải đi theo, đúng không? Đi đâu có đôi có cặp, chứ còn đi mình tôi cũng không lấy đâu. Rồi, thế chào bên nhà gái. Em là rồi bạn đồng nghiệp với Lê Mai Diễm Thương. Bên này cũng là bạn đồng nghiệp luôn. Rồi, thế hôm nay nãy giờ em nghe câu chuyện của cặp đôi này thì em có những nhận xét như thế nào? Nghe câu chuyện hai bạn thì em thấy là hai bạn nên cho nhau một cơ hội. Trước tiên là cùng đạo với nhau thì bạn Thương là một người sống theo đức tin. Bên này thì em thấy là cảm nhận là anh cũng chân thành. Thì hai bạn em thấy là cũng hợp. Khuyên bạn ấy một câu về cái chuyện mà ở xa đó đi em. Nếu mà ở xa thì mình theo nghĩ là mình cứ bấm nút rồi mình tìm hiểu, rồi từ từ mình sắp xếp, mình dung hòa lẫn nhau, rồi mình bàn tính cái chuyện xa hơn. Còn giờ ví dụ như giờ mình ở thì mình chưa biết được thì mình không nên nói trước. Dạ. Chứ còn nhưng mà mình cũng không nên khăng khăng ngay từ đầu là nói là không được, mình cứ cho cơ hội đi, biết đâu được là nó có những cái điều nó bất ngờ mà nó lý thú với cuộc đời này, là cuộc đời này không nói trước được điều gì cả. Biết đâu gặp nhau một vài lần cái tự nhiên có cảm xúc, có tình cảm với nhau, lúc đó nhiều khi ta chưa rủ mình đã cuốn gói theo ta rồi thì sao, thí dụ vậy, đúng không? Hay là biết đâu anh này anh khăng khăng như vậy mà vì một lý do gì đó anh tìm thấy một điều gì đó ở em, rồi tự nhiên ảnh lại là quay lên Sài Gòn lập nghiệp thì sao? Cuộc đời không có nói trước được. Đó là do cái tình yêu của hai bạn, nó sẽ dẫn đường dẫn lối cho hai bạn đi ha. Nhưng mà trước tiên hôm nay là hai nhà trai và gái bắt tay nhau một cái xã giao nè, chúc mừng cho một cái cuộc gặp mặt. Hy vọng là rất là nhiều cái tốt đẹp đã mở ra phía trước nha. Rồi, cảm ơn hai bên rất là nhiều. Bây giờ hai bạn cũng mới gặp cũng còn ngại ngùng ha, cho hai bạn chơi một cái game show nhỏ nhỏ của chương trình để cho mình dạn dĩ hơn. Rồi bóc mỗi người lá bài đọc lớn lên đi nè, mời em. Rồi, bạn nam đọc trước đi. Nếu bạn và người đối diện bị lạc vào trong một quang đạo, hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Hả? Trời ơi, hỏi gì mà câu hỏi nó dễ mà nó khó. Rồi, em đọc câu hỏi em thử coi. Hãy chia sẻ ba điều đặc biệt bạn sẽ làm sau buổi lễ kết hôn. Lý do? Trời ơi. Rồi, em trai nói trước đi. Nếu bây giờ tối nay hai đứa lạc bên đảo thì định làm gì chứ? Trước tiên là về an toàn của mình trước chứ chị. Giờ là kiếm bữa ăn tối đã. Rồi đó mình kiếm chỗ nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thôi. Dạ. Chứ bây giờ như bạn đối diện là chưa có phải là coi. Nếu bạn và người đối diện bị lạc vào một quang đảo, hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Ăn cùng nhau. Dạ. Rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Dạ. Có cùng nhau không? Dạ. Nghỉ ngơi cùng nhau. Rồi chứ trên hoang đảo mà mỗi người ở một nơi còn nguy hiểm dữ nữa, bảo vệ cho nhau chứ. Dạ. Thì cái này cái an toàn của mình là chính, mình phải tìm chỗ ở trước đấy chứ gì. Rồi em tìm chỗ ở mình em hả? Còn ta phụ nữ rồi ở trên hoang đảo người ta làm gì? Có chị thì hai người với chị đó, trong đó phải có nghĩa là người. Có nghĩa là tìm cái gì để ăn cùng nhau. Dạ đúng rồi. Rồi tìm chỗ để ngủ cùng nhau, đúng không? Đúng không? Rồi ông làm như trai mới lớn vậy không? Đúng không? Hay là ăn cùng nhau thôi, còn kiếm mỗi người một góc để ngủ. Nói thiệt bụng đi, giờ có hai đứa tối nay trên quang đảo giờ ngủ chung hay là ngủ? Em cũng chưa suy nghĩ ra được nào về cái gì này chị. Trước tiên là ngủ trước đi cái đã, còn làm gì tính sao, đâu kêu thức đâu. Thì nào thức cùng nhau mà ngủ mà, đúng không? Đầu óc này đen tối quá. Không phải, tại vì em đi bộ đội rồi, bây giờ một mình em lạc vô trong rừng em sống được. Nhưng mà người ta phụ nữ rồi, là em sống một mình rồi em bỏ người ta trên quang đảo một mình hả? Thì em đang ngồi suy nghĩ cái đó. Em phải bảo vệ người ta chứ. Dạ em chưa lạc vào tình huống đó, trong này tình huống bây giờ bắt buộc là tình huống mình phải tưởng tượng quá. Cớ gì, đúng không? Em phải lên đường, còn không thì em tìm một cái chỗ cổ ngủ, em ngồi em bảo vệ cổ cái quang đảo. Dạ được đó chị. Thì mình cứ nghĩ là ngủ cùng nhau chứ đúng không? Ông không dám nói được cái chữ ngủ cùng nhau luôn kìa trời. Chứ bộ đội trong trắng trinh nguyên quá. Rồi thế em sau lễ kết hôn luôn. Dạ. Là vừa làm lễ kết hôn xong cái bụp nè. Dạ. Rồi. Thứ nhất em sẽ nấu một bữa ăn để đãi gia đình hai bên. Trời ơi em đang có vậy. Thứ hai sẽ tính tới chuyện nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng? Dạ. Đầu tính thử nghe coi nghỉ dưỡng sao. Là đi du lịch một nơi nào đó. Em thích đi du lịch nơi nào? Tất cả luôn, chỗ nào đó gặp mật thì có một tuần thôi, ở đâu một chỗ thôi. Nếu mà em thích thì em vẫn thích đi nước ngoài hơn. Rồi, nước ngoài là nước nào? Ví dụ như Singapore chẳng hạn. Đó mình có ước mơ cụ thể. Rồi. Vậy thứ ba. Cái thứ ba thiết thực chút coi nè, thực tế chút coi nè. Sẽ lên kế hoạch. Lên kế hoạch nữa hả? Dạ đúng rồi, xong mà khi mà hưởng từng chân mật xong phải lên kế hoạch để cho tính chuyện tương lai sau này nữa. Dạ. Cô này cũng giống em đó, trước tiên là cũng ăn trước nè, nấu ăn cho gia đình hai bên. Đi kế hoạch là đi du lịch là ngủ cùng nhau đó. Rồi cái thứ ba là tính tương lai, cô này thiết thực hơn em. Cái đó là đã có giấy kết hôn rồi chị. Lạc trên hoang đảo biết có về được không, coi như là sống hôm nay biết ngày hôm nay đi, đúng không? Trời ơi, trên hoang đảo mà còn ai cấp giấy cho em nữa, đúng không? Rồi, thật ra là vui thôi, cho hai người, để mà cho hai người cảm thấy vui vẻ hơn. Thế thì bây giờ để nói với nhau một điều gì đó nữa, để trước khi chúng ta bấm nút hẹn hò, thì hai bạn muốn nói với nhau điều gì? Hát hò năng khiếu gì không, hay là một lời cầu hôn, tỏ tình, bài thơ, bài văn, nhảy múa gì coi? Tại em hát một câu thôi. Rồi, nhìn cổ hát tặng cổ, phải tặng chị đâu. Gõ cửa trái tim bạn em được vào, dù hồn ta tê năm canh thịt đào. Rồi, giọng hay lắm nha, giọng khào trầm hay lắm nha. Cái này bỏ thuốc là nó trong lên liền luôn á. Rồi, em gái muốn nói gì tặng không nè? Em biết nói gì vậy ta? Em cảm nhận như thế nào về cuộc gặp mặt ngày hôm nay? Em rất vui khi mà được gặp anh. Thì em thì cũng không biết nói gì hơn, chỉ khuyên anh là bỏ thuốc. Bỏ thì không được đâu, bớt thôi. Em nghĩ nếu mà bỏ được thì sẽ bỏ được. Thì tùy vào khả năng của em ha. Rồi thôi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta đều là những người đã trưởng thành. Và khi chúng ta đưa ra một cái quyết định gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái quyết định của mình. Ở đây có gia đình, có người thân, có bạn bè và rất nhiều khán giả đang theo dõi. Bấm cái nút bấm này là bấm nút để hẹn hò, tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Phải suy nghĩ cho kỹ ha. Nếu đồng ý bấm nút thì chúng ta bấm mạnh vào, còn không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của Cát Tường. 1 2 3. Hết thời gian. Ủa, có bấm không vậy? Bấm nhẹ hiều vậy, bấm mạnh vô coi, sửa xe rồi gì mà bấm nhẹ hiều vậy? Đó, cái đó mới gọi là bấm đó. Em gái có bấm không? Rồi, bây giờ lý do tại sao em gái không bấm nút? Lý do thì em rất là thực tế. Em cũng muốn người ở gần em tại thành phố Hồ Chí Minh để em có đi làm. Tại vì em đã xác định ngay từ đầu là em chỉ làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Em không có đi về tỉnh để làm việc. Thật ra chị ngay từ đầu thì cũng đã cảm nhận được cái vấn đề của em rồi, và chị cũng đã kêu gia đình hai bên rồi động viên em một chút xíu, nhưng mà thôi vẫn phải tôn trọng, cái đó là quyết định của bạn. Tại vì có những cái người ta đã cương quyết cái trong đầu, người ta đã đặt ra cái tiêu chí đó rồi, mình cũng khó lòng mà thuyết phục được. Nhưng mà chị cũng rất là tiếc, bởi vì chị thấy đây cũng là một anh chàng vẻ rất là chân thành và rất có trách nhiệm. Thì cũng tiếc, nhưng mà thôi, cái duyên của hai bạn mà. Rồi mời hai bạn đứng lên ạ. Hai bên ha. Trước tiên là gửi tặng em một món quà của chương trình là bộ son Eureka đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cũng rất là tiếc khi mà hai bạn đã không có bấm nút hẹn hò với nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong cuộc sống mà mỗi con người có một cái chí hướng, một cái lý tưởng riêng, thì Cát Tường cũng chỉ cố gắng làm tròn cái vai trò là cái cầu nối để cho họ có thể tìm hiểu nhau thôi. Còn cái quyền quyết định cũng là từ những người tham gia. Thôi thì đã giống như lời bạn trai nói, chúng ta không có cái duyên vợ chồng thì chúng ta sẽ vẫn là những người bạn tốt. Và hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Cảm ơn nhãn hàng son Eureka, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ Ba, thứ Năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Giờ thì chúng ta sẽ ổn định chỗ ngồi nha quý vị, và cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ hân hạnh kính mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái, xin mời. Mời bạn trai ngồi ở ghế màu xanh sẽ chia sẻ trước. Em tên là gì? Em tên là Thành Luân. Em hiện tại năm nay em 31 tuổi. Em là người Bình Định. Em hiện tại làm việc và sinh sống ở quận 9. Cụ thể công việc mình là như thế nào nè? Dạ, em hiện tại là em làm công việc về kỹ thuật trong cái nhà máy. Thì em sẽ cải tiến tự động hóa chị. Hồi trước đó em có làm công việc về thiết kế. Cho Tường biết điểm mạnh, điểm yếu của mình nào. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, siêng năng, hay giúp đỡ mọi người, đặc biệt là mấy bạn nữ. Bạn nữ là ai? Là bạn bè bên ngoài cuộc sống hay là đồng nghiệp trong công ty hay là như thế nào? Thường ví dụ như là trong cái chỗ em ở đi. Chỗ em ở thì có mấy bạn nữ là dắt xe hơi khó chị, hơi chặt. Em thấy mấy bạn dắt khó là em sẵn sàng giúp. Nên là giúp là mình kiểu mình muốn giúp. Bởi vì em cũng có em gái nên em rất là thương mấy bạn nữ. Dạ lăng ha. Dạ. Vậy là giúp nữ thôi, còn nam là không giúp. Nam thì nếu yếu thì em dắt. Còn nếu mà mạnh thì thôi chứ. Thấy sao là nam mạnh, thấy sao là nam yếu nè. Bạn nam yếu thì 3 dấu chấm anh. Nói là hơi khó. Ê, ta nói yếu là yếu về thể lực. Điểm yếu mà đầu tiên của em á, là mà nặng nề nhất á, là em hay quên chị. Có một lần là cái thẻ ATM của em á, password là em cũng quên luôn mà. Mình hay cầu toàn quá. Nhiều lúc nó làm mình gọi là mình cố chấp quá chị, không tốt lắm. Em nghĩ nói chung là trên cuộc đời này không có cái gì gọi là hoàn hảo tuyệt mỹ 10 trên 10 đâu. Rồi mời bên kia. Dạ bây giờ chần chờ gì nữa, cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi giới thiệu về mình đi nè. Dạ, chào mọi người, em tên là Hồng Nhật, em sinh năm 1992 ạ. Hiện tại là đang là thư ký công trình ở Bình Dương ạ. Dạ, hiện tại em đang ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Em quê gốc là Quảng Trị, sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng và hiện tại đang làm ở Bình Dương. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu là gì nè? Dạ, điểm mạnh là em thích nấu ăn, thích làm bánh, làm kẹo, thích ca hát. Và hôm nay em cũng có một số phần bánh kẹo gửi tặng cho mọi người và tặng cho bạn trai. Có quà luôn hả? Từ từ, tí nữa đi nha. Khi mà mở gửi trái tim ra mình hãy tặng quà. Em thấy có cái gì mà mới thì em có thể làm. Cũng nghiên cứu về TikTok hả? Dạ có. Vậy thì mình còn chần chờ gì nữa? Tường ơi, ở đây mình có một ca sĩ nè. Nghe vỗ tay là biết rồi. Ngày mai lại một cơ hội và ta hãy ngần chi, hãy cứ tan vào những êm đêm tối nay, cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ trôn vùi lắng lo vào sáng mai, chút tên bình chắc đâu cần đúng sai. Hay quá trời luôn, hay quá. Nghe giọng hát hay mà chị phải lú ra để coi mặt để luôn xem ha. Cái gì đó cô bé rất là cá tính ha. Khoảng thời gian làm bánh của em thường là em làm buổi sáng hay là cái giấc nào rảnh rỗi hay là khi nào em hứng lên em mới đi làm? Bình thường ban ngày em đi làm, còn buổi tối về em thường làm bánh buổi tối. Buổi tối hả? Lúc hứng lên 11 giờ dậy trộn bột làm bánh tới 1-2 giờ. Trời đất ơi, rồi làm bánh giờ đó ai ăn? Dạ em thích làm bánh cho mọi người vậy đó, cái sáng mai lại đem lên công ty cho mọi người ăn. Mọi người ăn mà thấy mọi người ăn là em thấy vui. Lâu lâu ngẫu hứng thôi chứ không phải là lúc nào cũng là 11 giờ đêm mới làm bánh. Dạ. Còn điểm yếu anh là gì nè? Để em cố nghĩ. Chà, có người hoàng mỹ. Em hay giờ giấc không có ổn định, ví dụ như là ban ngày em đi làm về, cái buổi tối lâu lâu mình được nghỉ cái mình sẽ nằm mình lướt TikTok, mình đọc truyện, cái nằm ngủ tới 1-2 giờ, cái dậy tắt đèn ngủ tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ nha. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt, toàn thể khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Dũng, quê em ở Ninh Bình. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Mạnh của em là vui vẻ, dễ tính, hòa đồng. Còn điểm yếu của em là em hơi thẳng tính, có chút nóng tính nha chị. Nhưng cụ thể công việc em là em làm gì em nói chị nghe coi. Dạ, làm bên phần cơ giới chị, cho thuê máy móc, thiết bị máy móc kiểu vậy. Xe cuốc nghe chị, người ta cần thì người ta thuê đến em. Là mấy cái xe mà móc cuốc cẩu này hả? Dạ. Nhưng mà em có lái đi làm luôn không hay là em chỉ cho thuê xe thôi? Dạ em đi làm luôn. Đi làm luôn, hèn chi đi làm công trình da cũng trắng dễ sợ ha. Mình có mấy chiếc xe? Dạ em có 2 cái chị. 2 cái là em chạy 1 cái, em mướn người chạy 1 cái. Dạ vâng. Rồi mình đi làm xuyên suốt vậy rồi có thời gian để mà nào dành cho bạn gái? Dạ nếu có bạn gái thì chắc chắn em sẽ sắp xếp được thời gian. Sắp xếp được ha. Dạ vâng. Nếu vậy thì hiện tại giây phút những lúc mà rảnh rỗi thì em sẽ làm gì? Những lúc rảnh rỗi thì em thường lướt Facebook và xem TikTok thì chị. Trời ơi sao giống cái cô ngồi ghế xanh bên kia vậy? Có khi nào hai người có lướt qua nhau không? Em có trang TikTok riêng không? Dạ, em follow nhau. À, cũng âm thầm lướt thôi phải không? Âm thầm coi thôi phải không? Dạ. Rồi, đó là thông tin của chàng trai ngồi ở ghế đỏ. Bây giờ, trời ơi, bé dễ thương quá. Em giới thiệu về mình đi này, cô gái ngồi ghế màu đỏ. Dạ, em xin chào chương trình, xin chào hai chị MC và tất cả mọi người. Hai chị MC. Hai chị MC. Hai chị MC. À, hai anh chị MC có mặt ở trường quay ạ. Tên gì ạ? Em tên là Kim Hoàng Mỹ Ngọc. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với ba mẹ em cũng ở đây luôn. Công việc hiện tại của em là giáo viên ngoại ngữ. Em dạy tiếng Anh ạ. Sáng thì em dạy ở các trường mầm non. Chiều thì em dạy ở một cái trung tâm ở Tân Phú. Và thời gian rảnh thì em sẽ có cái lớp online cho anh Văn giao tiếp cho người lớn. Chà, lịch cũng kín dữ ha. Dạ. Ổn quá chừng. Dạ, tính chất công việc như vậy cho nên là không có thời gian ra ngoài để gặp gỡ và tìm bạn mới. Cho nên cũng hơi lâu. Điểm mạnh, điểm yếu mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thì em nghĩ giống đa số các bạn nữ khác là có thể nấu ăn. Còn một cái điểm mạnh khác em nghĩ là hơi đặc biệt, đấy là em có thể thuộc nhiều bài hát tiếng Anh cho thiếu nhi ạ. Nữa, lại một ca sĩ nữa, lại bộc lộ. Rồi, một ca khúc thiếu nhi. Dạ, em hát một đoạn mở đầu trong bài Do You Wanna Build a Snowman trong phim hoạt hình Frozen ạ. Dạ. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. We used to be bad buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Okay, bye. Dễ thương lắm. Mấy chị em là? Dạ, em con một ạ. Trời ơi, cưng dữ luôn ha. Quá giờ thế mạnh, giờ điểm yếu anh nè. Dạ, điểm yếu đầu tiên là em hay quên. Em hay quên mấy cái lặt vặt. Ví dụ như em mà cất cái đó đi đâu là em quên luôn. Thời gian sau là em không nhớ là em có nó luôn. Những cái cần thiết em giỏi thì em không giỏi, em không biết làm. Còn những cái mà không cần đến em thì em làm nó rất là giỏi. Cắm hoa hay là theo thùa may vá, những cái việc đó là em biết làm. Cưa cây, cưa ống hay là sửa điện gì đó thì em làm cái đó hơi bị giỏi. Trời gì chơi ghê ta. Bây giờ vô tình trường nha. Rồi quay lại với chàng trai ngồi ghế xanh nè. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình là gì? Nam hơn. Hồi trước là làm cùng công ty với em. Sau này bạn đó chuyển công tác đi là làm việc ở Đà Nẵng. Em tình cảm của em vẫn ban đầu thì vẫn bình thường. Một khoảng thời gian sau thì xa nhau thì cảm giác rất hay. Không có. Hiện tại em cũng chưa có người mới. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn gái kiểu người phụ nữ của gia đình. Cụ thể sao rồi? Ví dụ ngoại hình là có những cái yêu cầu tiêu chí như thế nào? Về chiều cao thì em chỉ yêu cầu bạn nữ là từ mét rưỡi trở lên thôi. Còn cân nặng thì em không có tiêu chuẩn về cân nặng, nhưng mà bạn đừng có mập. Ở đây thon gọn dễ thương lắm. Rồi, điều gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Điều em không thích nhất ở phụ nữ là hay hỏi những cái câu hỏi mà khó trả lời. Ví dụ những câu gì? Ví dụ gọi là khó trả lời. Hỏi câu hỏi là giữa khi mà em và mẹ anh rớt xuống sông thì anh cứu ai? Rồi em không trả lời. Bởi vì nói thật là đối với em á, người em yêu và mẹ của em á, đó là hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời em. Thì em sẽ cố gắng không bao giờ để trường hợp đó xảy ra. Thì em trả lời vậy chứ có gì đâu khó trả lời. Chị thấy trên cuộc đời này không có câu hỏi nào khó trả lời hết trơn. Em không thích những câu hỏi như thế. Đó là tại vì không phải là em khó trả lời, mà em không thích những người phụ nữ hỏi những câu hỏi đó. Bởi vì đó là những câu hỏi kém tế nhị, bắt mình phải lựa chọn. Chứ còn không có cái gì là mình không trả lời được hết nha. Bớt hỏi những câu, đừng hỏi những câu mà áp lực quá. Dạ, ví dụ như hỏi lương anh làm tháng nhiêu thì được không? Cái đó gọi là được hay là cũng thiếu tế nhị. Câu đấy được vậy. Ví dụ như hai đứa mình lấy nhau thì anh có đưa tiền em giữ không, thì câu đó là được hay là không được? Câu đấy quá được luôn vậy. Đối với em là em muốn là phụ nữ là nên nắm tài chính. Chàng trai đó thật thà lắm. Chị tình yêu của em như thế nào nè Hồng Nhật? Dạ, em thì trải qua một mối tình. Một mối tình? Dạ, năm 2015 em quen 2 năm. Em cảm thấy bạn đó không có chí cầu tiến. Vậy thì mẫu người đàn ông là như thế nào? Nếu mà không cầu tiến nữa, lại lâm giống như là mối tình đầu nữa đúng không? Nhưng mà cầu tiến thì xếp thứ ba thôi. Tiên là phải hiếu thảo. Em nghĩ một người hiếu thảo thì người đó sẽ có đạo đức. Dạ. Cái thứ hai nữa là mình phải biết quan tâm mọi người. Biết quan tâm mọi người. Cái thứ ba mới là cầu tiến. Còn nếu như được bonus thêm thì có thể bonus thêm là có cơm thêm nữa. Hài hước nữa thì vui nhộn nữa. Dạ. Còn ngoại hình thế nào? Dạ, ngoại hình thì em cũng không có. Ngoại hình ưa nhìn chút là được rồi. Cũng phải để ý chăm sóc bản thân một chút, chứ đừng có để mình phải bị béo quá. Em hay hỏi mấy câu hỏi khó không? Dạ không. Dạ. Em thì em thích kiểu như là mình phải có, mình tôn trọng khoảng thời gian của nhau. Đúng rồi, như là chứ không phải là kiểm soát thời gian của nhau. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin của chàng trai ngồi ghế đỏ nha. Tình trường em sao nè? Dạ thì từ trước đến giờ thì em cũng có một mối tình. Được bao lâu? Kéo dài bao lâu? Kéo dài được 2 năm thì 2 năm. Chắc có khả năng là do công việc của em á, thì em hay đi làm sáng tối, nhiều khi không có thời gian quan tâm. Tối này em có thể em dành thời gian cả ngày, cũng mà nhiều khi em có thể em cả tháng em đi, nhiều khi em đi xa em làm gì rồi cả tháng rồi, không lẽ rồi trong cái tháng đó là có liên lạc, có thăm hỏi, gọi điện thường xuyên không? Gọi điện cái kiểu thường xuyên đấy chị. Tình cảm nhạt dần dần hai đứa nó coi nhau là bạn đấy. Mà có nói lời chia tay không hay là tự lạc rồi tự hiểu? Dạ tự hiểu chị. Giờ tiêu chuẩn em muốn tìm người bạn gái hay sao nè? Hiền lành, đảm đang việc nhà nè. Em thì thích độc lập, em muốn người phụ nữ hiện đại. Ngon lành luôn á. Sao ngồi im vậy? Dạ. Cô giáo dạy anh văn. Dạ, tại vì nghe mọi người chia sẻ về mối tình của mọi người thì em có gì để chia sẻ. Có nhiều, trời, có người tìm mẫn như thế này thì người vậy mà nói không có gì. Không có gì một người mà tại vì... đừng có giấu kín ở đây nữa. Dạ, tại vì đó giờ em chưa có một cái mối tình nào chính thức hết trơn à. Em crush người khác hoặc là người khác crush em, nhưng mà hai cái tần số nó không có bắt được nhau, cho nên là đó giờ chưa có match được người nào hết. Trời đất ơi. Một cái người gần đây nhất, em với bạn đó chưa có phát triển mối quan hệ yêu người yêu, nhưng mà quyết định là dừng lại. Tại vì bạn đó làm nghề xăm, em không có ngại cái việc đó. Bạn đó cũng nổi loạn, em cũng nổi loạn, mà hai đứa thì nó nổi loạn quá, cho nên là đụng vào nhau, không có bên nào hỏng bên nào nhường bên nào hết. Cho nên là cá tính mạnh quá hả? Dạ, cho nên là thôi quyết định là dừng lại. Làm bạn thì rất là vui, nhưng mà làm người yêu thì không hợp. Mà hiện tại giờ còn làm bạn không? Dạ không, đã xác định là để quen trở thành người yêu mà không trở thành được, cho nên là cắt luôn. Dạ, tụi em quyết định là cắt luôn chứ không có dây dưa, không có muốn làm bạn. Mấy cái gian dưới bập mờ thôi. Bây giờ mẫu người thế nào nè? Dạ, mỗi người đầu tiên là về ngoại hình đi nha. Dạ. Ngoại hình đi. Dạ, ngoại hình thì bạn đó em còn một bạn cao hơn em. Rồi. Tại vì em thấy em khá cao, em muốn trở thành một cô gái bé nhỏ. Em cao mét mấy? Dạ, em cao khoảng 1m6 mấy, gần 1m7 à. Trời ơi, mạnh dữ vậy. Rồi, bên đây cao nhiêu em? Dạ, em cao 1m7 vậy. 1m7, anh kia bao nhiêu? Dạ, em 1m6. Cho nên là em cần một bạn to hơn em, nhưng mà kiểu gầy xương, có cơ bắp tí xíu à, với lại biết chăm chút cái ngoại hình của mình, để ý tí xíu chứ đừng có xòa dạ sao không được. Xong rồi hay đổ thừa là em bạn gái anh thì em phải chăm chút mấy cái đó cho anh, dạ không, cái việc đó là phải mỗi người phải tự biết control nó của mình, có thể chủ động gọi là giao tiếp với mọi người, chủ động trong các mối quan hệ. Dạ, tại vì nhà em thì họ hàng bên nội ngoại rất là đông, cho nên là ai mà hiền nhát tới là khớp với nhà em liền. Thành Dung biết ngoại giao đúng không? Đúng rồi, phải biết ngoại giao ạ. Bây giờ thì Tường thấy ở phía dưới là hôm nay trong cái tập phát sóng này có rất là nhiều quan viên hay họ đi theo ha. Rồi mời anh nhá. Rồi, mình tên gì ạ? Chị em tên Ngoan ạ. Anh của Dũng. Đi theo anh ghế đỏ. Thì không biết là ý kiến của bạn như thế nào? Bạn nghĩ rằng là ai sẽ là phụ hai cô gái bên kia? Ai sẽ là cái người có thể sẽ hợp nhãn, sẽ phù hợp với bạn trai ngồi ở ghế đỏ? Thôi cả hai thôi. Luôn cũng được. Cả hai là luôn. Một hồi đi về không. Mình nói thử ai cuối cùng thích cả hai không luôn. Không có chọn là một hồi đi về không đó. Hai bạn thì ngồi ghế đỏ cùng với nhau thì hãy xem là có cơ hội cho nhau. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn hết. Dạ, chào chị Tường, chào anh Đạt. Tôi tên là Thái, là anh trai của Hồng Nhật. Đây là vợ, tức là dạ, hôm nay hai vợ chồng đi anh và chị động viên cho em Nhật ạ. Dạ. Thì theo như tôi thấy thì việc mà gặp gỡ và tiến tới lâu dài thì đó là cả một cái quãng đường dài, cho nên là các bạn ngồi ở đây gặp nhau ở đây nó sẽ là một cái duyên, và nếu như mà để tiến xa hơn hay là muốn đi dài hơn thì trước mắt là hãy cho nhau một cơ hội, tức là hãy bấm chuông. Quan trọng là chỗ lúc mà gặp nhau thì hai bên sẽ tương tác và trao đổi thêm, tìm hiểu thêm. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Em xin chào chương trình và chào mọi người. Em chào cô, chào chú. Con là người nhà của chị Vy, thì con đến đây ủng hộ chị Vy để tìm một tình yêu cho chị. Con thấy hai anh thì anh nào cũng ok, con mong là chị chọn được một anh nào đó thật sự đích thực với chị cho cái tình yêu của chị thôi. Em cảm ơn. Rồi, chần chờ gì nữa? Chần chờ gì nữa? Mở cửa trái tim. Trời ơi, ông Mai bà mối mình chưa có nói gì hết là tràn qua luôn rồi. Vỗ tay đi quý vị ơi. Trời ơi, tôi lo đóng cửa mở cửa ở đây tràn qua luôn rồi. Tôi chưa kịp theo dõi cái gì luôn. Tặng quà lia lịa. Trời ơi. Rồi tặng qua tặng lại tặng tùm lum hết. Chưa kịp thấy gì luôn. Cái hộp màu xanh đó ai tặng em vậy? Dạ của bạn ghế đỏ. À, ghế đỏ tặng em hả? Rồi mình vui ra coi nào. Chai rượu. Wow. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Wow. Bông hồng sáp đúng không em? Cái này bự cất không có bị quê nữa. Rồi hỏi coi rồi sao dạ vàng thì em cũng muốn tặng cho bạn nữ, phải mong bạn nữ là luôn luôn xinh đẹp và vui cười tươi như bó hoa hồng. Còn cái món kia? Dạ món này là của bạn nam áo xanh à. Bạn nam ghế xanh à. Cái móc khóa. Móc khóa hình dạ, gì à? Dạ hình con gấu che mặt à. Wow. Dễ cười ha. Dạ. Rồi tới cô gái ghế xanh đi. Một cái kẹp tóc. Một cái kẹp tóc và một con gấu che mặt. Có cái sự khác biệt nha. Có cái... Em có gửi gắm gì, ý nghĩa gì vô cái kẹp tóc đó không? Cái kẹp tóc này câu chuyện là chắc từ cái mùa cách ly á chị. Lúc đó thì tóc em không được cắt. Bình thường mấy bạn nữ cũng tóc dài mà. Nên em cảm thấy là những bạn nữ họ chịu nhiều gọi là hy sinh. Nên em muốn tặng cái kẹp tóc cho bạn nữ để mà giúp cho bạn có mái tóc đẹp hơn. Cho tóc tai gọn gàng hơn ha. Mới có cái mái tóc thôi đó mà đã thấy phụ nữ khổ sở như thế nào. Có bầu đi rồi biết phụ nữ như thế nào nữa nha. Mà tôi nghi ổng mê cây kẹp á. Tự nhiên thời kia bị tóc dài, cái tự nhiên thấy phụ nữ mệt. Hay là ổng muốn cái kẹp ổng kẹp vô thử rồi đó mát mẻ hay sao đó, ông mới tự nhiên mua cây kẹp á ha. Còn con gấu à? Con gấu là muốn người ta làm gấu của mình hay sao? Dạ con gấu thì em muốn là cái món quà nó ý nghĩa, nó đi theo với bạn đó. Rồi. Thì cái móc khó là cái thứ là sẽ đi theo mình. Mấy cái gói gì tùm lum vậy, cái đó là cái này là kẹo bánh em làm tặng cho mọi người luôn. Tặng cho bạn đó rồi còn mấy cái này là tặng cho MC với tặng mọi người ăn chung luôn. Giúp bây giờ nè, đây anh sẽ là người vận chuyển cho em. Bây giờ ba bịch này sẽ đi đâu nè? Dạ, em bé. Em bé này. Dạ, với mọi người, bạn áo đỏ. Ai nữa à? Dạ tặng cho chị Tường với chị lại Tường. Bạn áo đỏ ơi đó, cảm ơn em gái nha. Ai đó à? Dạ bạn áo đỏ, còn chị Tường với anh là chung á anh. Ủa gì kỳ vậy? Không phải, tại vì lúc em đem lên là em đem 6 bịch. Nhưng mà tại vì cái anh make up dễ thương quá, 1 bịch. Rồi cái bé mà giới thiệu em tới đây cũng dễ thương quá. Không cần giải thích, anh hiểu mà. Dạ. Thôi được rồi, thôi được rồi. Tôi cũng hiểu rồi. Anh chỉ là người vận chuyển thôi. Anh biết mà, anh khi anh cầm lên là anh biết số phận anh là người vận chuyển thôi. Rồi. Còn rồi, một món quà nữa kìa. Còn một món quà này thấy cũng rất là đặc biệt của chàng trai ghế đỏ ha. Đó là gì em? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Caravan chị. Caravan. Hỏi cô ấy coi có ý nghĩa gì. Dạ thì tại vì em thích mẫu và người đàn ông lịch lãm. Thích cách họ thắt cà vạt và mặc đồ vest, mặc áo sơ mi. Cho nên là em quyết định em. Nhưng mà biết thắt cà vạt không? Một cái em chưa. Chết rồi, còn ảnh không biết thắt cà vạt. Em biết thắt không? Dạ để em giúp cho. Đầy qua làm liền luôn đi. Thắt giùm cho. Chưa chắc chàng trai nào cũng biết thắt cà vạt nha quý vị. Thiệt. Đó. Em rồi, chỉ hỗ trợ thôi. Em chỉ làm mẫu một lần thôi nha. Một lần thôi nha anh ơi, nhớ nha anh ơi. Nhớ nha anh. Không nhiều khi là anh hay quên thì em phải làm mẫu 2-3 lần thì anh nhớ được chứ. Đó. Ông không thèm nhìn luôn, ông đứng ông hưởng thụ luôn rồi. Bất chấp. Đó, đẹp trai quá chừng. Mình đeo luôn chứ. Hay quá. Đẹp chưa nào? Dạ rồi, dạ coi coi. Wow. Rồi, ngon lành. Cảm nghĩ của em như thế nào khi lần đầu tiên thấy hai cô gái? Cái này thực sự là rất xinh đẹp. Em cũng mong bạn áo ghế đỏ thì cũng mong cho em cơ hội. Rồi còn chàng trai ghế xanh, cảm xúc của em như thế nào khi mà thấy hai cô gái? Dạ em thấy hai bạn nữ rất là dễ thương, cái sở thích mà rất là hợp với cái mong muốn của em luôn. Ví dụ cái gì, cái nào nào hợp? Như bạn nữ ghế đỏ thì thích là sửa điện nước nè. Em cũng biết sửa điện nước và biết nấu ăn. Bạn bên này thì bạn ghế xanh thì biết làm bánh, em thấy rất là hay. Là nói chung là bây giờ cánh cửa trái tim mở ra là thấy trong người là có chút xao xuyến phải không? Dạ có. Có rung động phải không? Dạ. Rồi có nghiêng về phía ai trong lòng mình đã biết chưa hay là đang còn lan man? Dạ có rồi chị. Có rồi luôn hả? Có rồi luôn hả? Rồi còn hai cô gái mình thì sao nè? Em chưa biết nữa, giây phút quyết định nó mới biết được ạ. Tại vì có những cái quyết định mà nó bộc phát ngay nhất thời. Dạ. Còn em gái cái xanh Nhật. Dạ. Cảm giác của em thì tại lúc đầu á, mà khi bạn ghế xanh giới thiệu á, là bạn đó trùng tên với một cái bạn mà đang học cao đẳng với em, tức là cái giọng nói cũng rất là giống, nên là em nghĩ là có khi nào là bạn đó. Dạ em chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà dạ, lúc như là mở... có cái sự quen thuộc gì đó hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà lúc mở cửa ra thì không phải, nhưng mà cũng thấy cảm thấy hai bạn trai cũng rất là dễ thương. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện một chút xíu làm cách nào để mà yêu sao mình vẫn có thể giữ được cái tình cảm mình nó lâu bền. Bây giờ hai bạn nữ sẽ chia sẻ trước nha. Em quan điểm như thế nào về việc yêu xa? Dạ đối với em thì xa hay gần nó chỉ là khoảng cách thôi, với lại em cũng chưa có cái kinh nghiệm yêu xa cho nên em không có biết là yêu xa nó khó hay là nó dễ. Nhưng mà theo em thì nếu như mà đã yêu rồi thì cứ yêu thôi, còn nếu xa mà có cái gì đó thay đổi về tình yêu thì do cái bản thân người đó thôi, chứ không nhất thiết là phải do khoảng cách. Tại vì có thể là xung quanh người đó sẽ xuất hiện những cái người khác mà họ cảm thấy phù hợp hơn. Rồi cảm ơn em, đó là cũng một suy nghĩ rất là hiện đại ha. Đối với em, vấn đề yêu xa mà với khoảng cách là Bình Dương hay Đồng Nai thì đối với em cũng không phải là xa. Như em nói lúc đầu á, là em cần một cái người bạn trai là kiểu như là tôn trọng khoảng thời gian của nhau. Đó, còn cái vấn đề mà ghen á, thì mình chỉ cần yêu thương nhau thôi là mình sau đó mình sẽ mọi chuyện sẽ đều được giải quyết hết á. Một lần gặp một lần cũng được, như thế nào cũng được, miễn sao là mình sắp xếp. Mình không gặp nhau thì mình cũng có thể nhắn tin, mình trao đổi hàng ngày. Rồi còn chàng trai ghế xanh? Về vấn đề yêu xa thì em nghĩ là phải tạo niềm tin cho đối phương, biết là mình vẫn còn đang yêu đối phương. Hiện tại thì mối tình của em bị chia xa là bởi vì em cảm nhận là mình không có cảm giác, mình lo sợ chị. Hiện tại người mình yêu á, có còn đang thật lòng với mình không hay là đang lừa dối mình? Đó là sự nghi ngờ. Dạ. Thế giờ mình làm sao? Theo em nghĩ thì chắc phải gặp thường xuyên vậy. Phải gặp thường xuyên. Yeah. Với sức khỏe, với tình hình, với công việc, với mọi thứ của em, kinh tế rồi ha. Thì bao lâu thì mình có thể gặp bạn gái mình được một lần nếu như cô ấy ở cách xa mình khoảng tầm 1,5 tiếng đường Honda chạy? Cái đó chắc là nếu mà em có thời gian thì hàng ngày luôn chị. Em nói 1 tháng gặp nhau cũng được thì chị nói thẳng với em là khó lắm. Tình yêu là phải ở sát bên cạnh nhau. Bạn này là trải nghiệm rồi, bạn ấy biết ấy. 1 tháng gặp nhau 1 lần, 1 tháng biết bao nhiêu cái sự cố nó xảy ra xung quanh mình. Dù cho mình có yêu người yêu mình cỡ nào, có tốt cỡ nào đi chăng nữa, 1 tháng biết bao nhiêu là cái sự va chạm trong cuộc sống nó diễn ra. Đủ thứ chuyện trên đời. Đủ thứ chuyện trên cuộc đời. Cần phải có người tâm sự. Mệt mỏi rồi đó em. Cho nên nhưng mà thôi em cứ giữ cái lý tưởng tình yêu đó đi, nó đẹp mà. Biết đâu em sẽ gặp đúng một người cũng giống như em vậy. Chỉ cần chúng ta hít không khí để yêu nhau là được rồi. Còn chị là thua rồi đó, chị là phải gặp yêu nhau bằng niềm tin thường xuyên chứ không có niềm tin gì ở đây á. Yêu bằng niềm tin. Cuộc đời này chị hết niềm tin với ai rồi, nhìn thấy trước mắt nó mà còn không tin nó là của mình nữa. Rồi em, tư tưởng em sao? Em thì cũng có kinh nghiệm nè, em kiểu rút kinh nghiệm từ mối tình trước rồi. Giờ là nếu mà tiến tới được thì em sẽ sắp xếp được thời gian công việc của em, thì em sẽ thường xuyên chạy ghé thăm bạn nữ nhiều hơn. Và nếu mà bạn nữ dành được thời gian ra, ngày nào em cũng có. Hai chàng trai chúng tôi rất là dữ dội và mạnh liệt, nhiệt huyết, rất nhiệt huyết trong tình yêu nha. Ưu tiên cho hai chàng trai ngày hôm nay, mỗi bạn sẽ được lần lượt qua bên kia xin phép và nắm tay bạn nữ 30 giây. Rồi chúng ta sẽ thủ thỉ tâm sự 30 giây thôi nha, quyết đoán, nhanh gọn lẹ. Rồi mời bạn trai áo xanh trước đi, thần nó ôm yếu. Anh xin phép đứng dậy luôn nè. Đứng dậy cho nó đẹp rồi. Hai chúng mình nhắm mắt lại đi, cảm nhận. Em có thể mở mắt được rồi. Dạ. Lần gặp này là nói chung là mình gặp nhau cũng có duyên rồi, định mệnh. Nói chung là anh rất vui vì em đã tham gia chương trình này. Mong là em có cảm xúc gì đó với anh để mà bấm nút với anh. Anh có ngại bạn gái mà cao hơn anh không? Cái đó anh không ngại. Anh có ngại mang giày độ không? Không luôn. Anh chỉ ngại là bạn gái của anh ngại anh thôi, chứ anh không ngại những vấn đề đó. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình này. để cho hai bạn nam mình có cơ hội để mà có thể tìm kiếm hạnh phúc cho mình ở tương lai. Dạ. Mình cảm ơn bạn một lần nữa. Thực sự nay đến chương trình gặp em là anh rất vui. Anh mong em bấm nút nha. Dạ, ok anh. Rồi em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chào bạn. Dạ rồi. Ồ, bạn toàn thời rồi. Khi đến chương trình thì thực sự mình rất vui. Gặp bạn còn tuổi mình. Chung bạn thì là người mình mong. Dạ. Cảm ơn. Hai chàng trai của tôi ngày hôm nay ha. Một chàng trai nhỏ nhắn nhỏ nhưng mà có võ ha. Công việc ổn định, tài sản có. Một chàng trai tôi máy xúc luôn luôn mang theo bên mình ha. Có võ khỏe, đúng không? Khoắn ha. Có võ hả? Phải có võ hả? Dạ không chị ạ. Võ có gì? Võ là có võ, là có võ nghĩa là đây nè, tôi nói nhỏ mà có võ là bên đó hả? Là bên đây. Em có học võ hả? Dạ, em người Bình Định nên là tôi nói giỡn thiệt hả? Ý tôi nói có võ đây là có tài sản. Ồ vậy hả? Mà có võ thiệt luôn hả? À, tài sản em cũng có mà võ cũng có luôn. Ghê vậy hả? Trời. Mấy bạn có đợi thêm một phút cho biểu diễn chút võ thuật không mấy bạn? Wow. Mời em. Đúng rồi, nãy giới thiệu Bình Định mà tôi quên. Nhưng mà cái võ thuật của em là cần có một người hỗ trợ. Thôi thôi, đây mai hỗ trợ nổi đâu nè. Này hỗ trợ. Đây là hỗ trợ đi, máy xúc với máy Bình Định hỗ trợ bạn đi cho mình chơi. Trời đó. Cầm cái vậy. Ổn không à? Ổn không à? Em không biết nữa mà đừng đánh em đánh đâu. Hiện tại võ đây là mình võ tự vệ thôi anh. Chiếu chậm thôi đúng không? Dạ, chiếu chậm. Chiếu chậm thôi đúng không? Slow motion anh. Em đi vô đi để anh đứng đây anh chiếu chậm được. Rồi một hồi có gì đừng có đổ thừa nha. Có chuyện gì á? Anh sẽ tấn công em đúng không? Gì vậy? Từ từ, bây giờ để anh thủ cái này. Em còn thủ không, đúng không? Nếu mà tự nhiên thì đúng là không có thủ. Không thủ thế thì có thể anh tấn công em trước cũng được. Anh tấn công đúng không? Dạ, nhưng mà anh cẩn thận nha. Rồi, chiếu chậm nha chú. Nè, tấn công nè. Wow. Vô đây ha, nhanh quá. Nguy hiểm ha. Dạ bình thường nó phải nhanh hơn nữa anh. Rồi, nhanh. Wow là ăn một cái chỏ coi gì nữa nè. À, anh nắm anh bấu vào cái vai. Đứng lại đó. Không, anh dùng cái tay bên kia nè. À phải đúng tay này hả? Ok, cái này. Đứng lại đó. Wow. Wow, chẹo tay á, chẹo tay. Cái kia là gấp mà ai át nữa. Ồ. Tại chị già rất là buồn. Ờ đúng rồi, buồn lắm. Làm vậy là chơi là hết đi ngoài đường mà thằng nào quýnh mình phải nói mày quýnh tay kia cho tao nha. Hết hồn. Ví dụ tay này thì sao? Không được. Đó là với anh thì cẩn thận chứ không có người khác là tay nào em cũng sửa được. Đúng rồi. Tại đây mình biểu diễn chiêu thì mình phải làm cái mình phải chiêu chậm thôi để cho người ta học chứ bây giờ làm nhanh quá. Thôi được rồi, về đi, giờ giữ tài sản quốc gia để còn làm mai những tập khác nữa ha. Rồi. Dạ bây giờ mời các bạn hãy hướng mắt để trước, tay đặt lên những nút bấm. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Rồi có nghiêng về phía ai trong lòng mình đã biết chưa hay là đang còn lan man? Dạ có rồi chị. Có rồi luôn hả? Có rồi luôn hả? Rồi còn hai cô gái mình thì sao nè? Em chưa biết nữa, giây phút quyết định đó mới biết được ạ. Tại vì có những cái quyết định mà nó bộc phát ngay nhất thời. Dạ. Giờ tiêu chuẩn em muốn tìm người bạn gái hay sao nè? Hiền lành, đảm đang việc nhà nè. Em thì thích độc lập. Ngoại hình ưa nhìn chút là được rồi. Cũng phải để ý chăm sóc bản thân một chút chứ đừng có để mình phải bị béo quá. 1 và bấm ạ. Hết thời gian. Và chúng ta được một cặp chéo. Mời chàng trai ngồi ở ghế màu xanh cùng cô gái ngồi ở ghế màu đỏ. Chúng ta tiến ra phía trước. Wow. Đây chúng ta có một cặp chéo nha quý vị. Hồi nãy chị nói em sao chưa? Cái nhãn nó khó nói lắm, thấy chưa? Và cho quý vị thấy rằng cao thấp không quan trọng, quan trọng hơn nhau là cảm xúc, quan trọng hơn nhau là cao của cái đầu chứ không phải là cái chiều cao ở ngoài mình có thể nhìn thấy được ha. Bây giờ em chọn anh này là vì cái gì? Một điều duy nhất em chọn, em đương nhiên là nhiều điều nhưng mà cái điều mà nổi trội nhất mà em thích ở cái anh này là cái gì? Dạ tại vì hồi nãy em hỏi ảnh là ảnh chịu mang giày độn không, ảnh nói ảnh chịu cho nên... Ủa vậy thôi đó hả? Anh có ngại mang giày độn không? Không luôn. Anh chỉ ngại là bạn gái của anh ngại anh thôi, chứ anh không ngại những vấn đề đó. Ủa trời đất ơi. Còn em chọn cô gái ấy vì điều gì? Em chọn bạn vì nhiều vấn đề, nhiều lắm chị. Từ tính cách rồi những cái chia sẻ về cái quan điểm về tình yêu của bạn, em thấy là rất là hợp với em. Ok, chúc cho hai bạn hôm nay có một cái sự lựa chọn thật là đúng đắn. Và đã chọn nhau rồi thì hãy cố gắng nha, bởi vì cô ấy chưa chắc đâu nha em, cô ấy vẫn có thể thay đổi nha em nha. Xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm này không có chứa MSG và không có dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho bạn nha. Đây, gửi tặng cho em. Đây, tặng cho em. Chương trình cũng dành tặng cho hai bạn là một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi không thành công, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speed Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai, bà Mói là duyên dáng nha. Kính thưa quý vị, và chúng ta hãy nhanh tay đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nhé. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21h15 thứ Ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21h30 thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speed Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speed Couple đang có rất nhiều cơ hội, đang gặp gỡ và chào đón các bạn. Và bây giờ thì Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.